Cư dân mạng lấy những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết này để thiêu dệt nên những bí ẩn xung quanh ngôi nhà ma đó. Mà kỳ lạ lắm nha, nào là có hai chị em, cô chị thì tự tử, còn cô em thì mất tích. Rồi lại tới việc sau gần đó thời gian có người khám phá rồi phát hiện ra. Sao mà có thể giống từng chi tiết như vậy được? Chính xác, Đỗ Hồng Lân là tôi đây. Ừ. Thời gian anh hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó là khi nào? Cuối tháng này tròn 3 năm tôi cho ra đời cực phẩm của tôi. Vậy anh có biết một vụ án đang gây xôn xao dư luận hiện nay không? Câu hỏi thiệt là thú vị. Hàng ngày có rất là nhiều vụ án xảy ra, làm sao mà tôi biết hết được? Mà tôi cũng không quan tâm đâu. Công việc chính của tôi chỉ là giết mà thôi. Anh có biết hai ngày này không? Tôi có biết. Đây là cô Trâm Anh và cậu Trung Hiếu mà. Vậy là ngoài xăm hình cho cặp đôi đó thì anh cũng tiếp xúc nhiều. Chắc chắn là anh cũng hiểu tính cách của họ đúng không? Tôi chỉ biết cô Trâm Anh này thì rất khác với vẻ bề ngoài. Còn cậu Trung Hiếu này thì rất là yêu Trâm Anh. Yêu nhau à? Đúng rồi, hai người yêu nhau thì mới xăm hình cặp được chứ.